Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào cô. Chào cô, chào cháu. Dạ, cô chào khán giả cộng đồng mạng cô nha. Cô tất cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, kênh của Minh Hoàng. Dạ, cảm ơn cô. Rồi cô cho mọi người biết cô tên gì nè, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu cô? Cô tên là Nguyễn Thị Tho ở Bắc Giang. Nguyễn Thị Thoa ở cô ở Bắc Giang, Bắc Giang Hà Nội cô ha. Đúng rồi ạ. Cô Thoa bao nhiêu tuổi cô? Cô thì sinh năm 60, nhưng mà trong chứng minh thư là cô phải tăng thêm tuổi để cho nó cho nhanh hết tuổi nghĩa vụ đóng tiền, cho nên là cô phải tăng thêm, cô ghi là năm 57. Cô sinh cô ghi ở trong giấy là năm 1957. 57 Đúng rồi. là 67 tuổi. Nhưng mà Dạ. tuổi thật của cô Tho là bao nhiêu? Cô sinh năm 60. Vậy là cô Tho 64 tuổi ha. Rồi cô Tho nè, cô có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của cô đăng lên mạng xã hội không cô? Cô đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân cô Tho yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được. Tôi đồng ý. Cô Tho phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của cô nha. Dạ. Cô Tho là cô cho mọi người biết chút xíu về cái hôn nhân gia đình của cô nha cô. Gia đình của tôi thì tôi cũng một lần đò tôi cũng gãy đổ, cho nên là gần 20 năm nay là tôi ở một mình, mà riêng đất cũng ở một mình, nhà riêng cũng ở một mình, mà mình tôi một một khu một tỉnh, còn các cháu nó mỗi đứa một tỉnh. Cô chú được bao nhiêu người con? Cô có mỗi hai người con, một đứa hiện tại bây giờ nó đang ở Hà Nội, một đứa nó lại ở Bắc Linh, mỗi một mình cô thì ở Bắc Giang thôi. Cô ở Bắc Giang, một người thì ở một người con thì ở Hà Nội, một người con thì ở Bắc Ninh. Đúng rồi. Cô Tho là cô với chú chia tay nhau là theo như cô nói là 20 năm nay rồi hả? Rồi. 20 năm nay cô Tho không có quen được một chú nào được khác sao cô? Không, bởi vì cái lúc cô ra đi thì gần như hai bàn tay trắng, cô không, cô còn lập nghiệp, cô không lúc nào là cô nghĩ đến cái chuyện đấy, thành ra là cô vẫn cứ ở một mình từ ngày đến nay thôi. Khi cô đi là cô dẫn hai hai người con của cô đi theo luôn hay sao? À không, con nhà cô thì hai thằng thằng lớn cũng lấy vợ rồi, thằng bé cũng lấy vợ rồi, còn mỗi Không. mình cô thôi. Ý Minh Hoàng hỏi cô á, cái lúc mà cô chia tay với ông xã cô á, là cô lúc đó là cô dẫn hai người con của cô đi theo luôn hay là hai Không, người? con nhà cô nó hai đứa nó lấy vợ rồi, nó lập nghiệp rồi, cô mới chia tay. Ồ, có nghĩa là thành gia thất xong rồi cô mới chia tay ha. Đúng rồi đó. Rồi từng ấy năm nay là cô lo làm, cô cầm cuội làm thôi. Cô quên đi cái tuổi sinh của cô luôn. Cô đi làm, tự tự cô đi làm, cô kiếm tiền, cô mua đất, cô làm nhà. Hiện nay là cô có hai sào đất vườn Hai sao đất vườn. rồi. Rồi nhà cô ở trên hai sào đó có luôn.
Nhà cô một mình cô hai sào đất đấy mà cô đứng tên đất của cô, tại vì tự tay cô mua mà tự tay cô làm nhà mà tự cô lập nghiệp trên đất của cô luôn. Rồi. À, cô làm vườn, cô Thoa trồng cây ăn trái gì cô? Vườn nhà cô thì ở nhà quê thì nó cũng đủ các cây, như cây bưởi, cây nhãn hoặc là mấy cây hồng, hay là trồng màu thêm, trồng đỗ, trồng các thứ thêm thôi. Cô Thoa ngó vô màn hình là cho nó đẹp nha cô. Ừ, cô Thoa lúc nhỏ lúc trẻ cô Thoa cũng đẹp dữ lắm đó nha, mà sau 20 năm mà cô chôn vùi luôn ha. Cái lúc cô ra đi thì hai bàn tay trắng thì cô phải lo lập nghiệp, cho nên là cô không cô không 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 nghĩ đến cái chuyện đấy. Cô hôm nay cô lên, cô mẹ cô lên màn hình thì cô cũng ngại lắm, tại vì tiếng ở Bắc thì cái việc này vẫn còn nặng nề lắm chú ạ. Thế cho nên Không là sao cô, người vùng miền nào cho cũng nên vậy là à đây cô. cô, đâu có bây giờ nếu mà có duyên với nhau thì tận mũi Cà Mau mà cũng con thấy Minh Hoàng thấy là nhiều cô ở tận ngoài Bắc làm dâu tận mũi Cà Mau mà rất là nhiều. Rồi cô Thoa nè, dạ cô cao bao nhiêu? Tôi cao 1m55, nặng 60 cân. À, 1m55 nặng 60 cân. Cô Tho có cái ưu khuyết điểm gì không? Tôi ưu điểm là ham làm chịu khó, tự vượt lên chính mình. Còn khuyết điểm thì nhút nhát Nha, chịu em đâu. À, các con không có hai người con của cô á có thường về thăm cô Tho nói chung là con nhà cô thì nó không có để ý đến cô đâu. Nếu mà mình thương con thương cháu thì họ là nhớ lo. cái sống mạnh rồi rồi cô nói lại đi. Con nhà cô ấy, nếu như như cô á mà nhớ nhớ con hoặc nhớ cháu thì cô về thăm con thăm cháu thôi, chứ còn nó thì không có chơi bời gì với cô đâu. Ủa sao sao nó lạ lạ chỗ này á cô, sao mà các con cháu cô lại không không về chơi với cô à? Tại vì nó bảo thế này, nếu như là mẹ có về chơi mấy con với cháu thì mẹ chỉ đi một mình mẹ thôi, mẹ vất vả một mình mẹ thôi. Còn nếu mà con mà mang cả các cháu đi, lại cả vợ cả con đi thì con vất vả hơn mẹ. Mẹ chỉ có một mình thì mẹ về nó không vất vả bằng. Thế còn nếu con đi thì lại rất rúng nhiều, cho nên là nó vất vả hơn. Thì nó đúng, nó nói như thế thì cũng có lý của nó. Thì cho nên là thôi thì mẹ con thì cứ miễn là làm thế nào cho nó dễ sống thì thôi, chứ chứ cô cũng không áp đặt hay là cô không để đắn đo gì hết. À, cũng Tất cũng cả là mẹ tội nghiệp khi cho thích cô. tốt, còn để hạnh phúc cho con, thành ra là cô hy sinh tất, mà cả cả nó sống thế nào cũng được. Rồi thôi hiểu sơ sơ chút xíu về cái gia cảnh của cô Thoa. Rồi cô Thoa, cô coi chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Cô xem cũng lâu rồi, nhưng mà cô ngại, cô ngại đưa đưa hình lên trên toàn quốc người ta xem, cho nên là cô cũng ngại lắm, cô
cháu ạ. Nó cũng Dạ. ngại lắm, đã thế này ở Bắc là người ta lặng về cái tiếng đó lắm, thế cho nên là thành ra là cô cũng không muốn nên ghi hình đâu, thật sự thế. Dạ. Thế Yeah. nhưng Rồi mà khi nếu mà lỡ các con của cô Thoa thấy cô xuất hiện trên màn hình nè, rồi có ảnh hưởng tới công việc của các con cô Thoa không, con nhà cô thì mỗi đứa đều có công việc riêng, nhà riêng, đất riêng, lại còn cả riêng cả tỉnh nữa. Thế còn việc làm ăn của cô thì nói chung là cô cũng buôn bán làm ăn thì cũng có vốn thu nhập rồi, thì trước kia là cô cũng có cả cả bây giờ cô cũng có vốn đủ sống, có lương vài triệu, cho nên là cô cũng không, con cô nó không phải nghĩ về cô. Rồi. Có nghĩa là cũng không ảnh hưởng đến công ăn việc làm của các con cô Thoa ha. Con nhà cô thì các cháu thì nó cũng mừng cho mẹ, nếu như mẹ mà tìm được ai mà vừa ý đúng mà được mẹ được lương nhờ, mà đúng có người bạn được chí cốt thì nó mừng cho. Thì cho nên con nhà cô nó bảo là nếu mẹ tìm được người hẳn hoi con mừng cho mẹ, còn không hết nữa là con giữ mẹ làm gì. Nó cũng động viên thế mà. Ở ngoài Bắc Giang hiện nay thời tiết có nóng dữ không cô Thoa? À hôm nay thì nóng thôi cháu ạ. Thế còn mọi mấy hôm mới được 2 hôm nay nắng thôi, còn mọi hôm thì cứ mưa sập sùi, mà hôm nay trời được 2 hôm nó trong trong. Rồi hôm nay cô Thoa gọi đến cho mảnh ghép yêu thương. Cô Thoa muốn mảnh ghép yêu thương tìm giúp cho cô nửa mảnh còn lại của cuộc đời hay sao cô Thoa? Dạ vâng ạ, tôi cũng muốn bây giờ từ trước cho đến nay á, thì cái thứ nhất là có sức khỏe, cái thứ hai là còn ham làm, còn nhiều nhiều việc phải lo, còn chính ra cái tuổi về già mà lên sóng chương trình thế này thì cô ngại lắm, nhưng mà bắt buộc phải phải lên, bởi vì nếu như các cô mà đi tìm những người ở ở cái nơi thì mà mình không biết, hoặc là cái chỗ không 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 được đảm bảo thì không yên tâm cháu ạ. Thế cho nên là cô bắt buộc là cô phải lên sóng chương trình để cô tìm bạn, nốt quãng đường còn lại sẽ có cùng nhau dựa lưng vào mà sống, bởi vì con cái đứa nào cũng có phận của đứa đấy rồi cháu ạ. Cho nên là cô quyết định là cô lên, thì nếu như cô cứ lênh đênh thế này thì cũng đến tuổi già thì cũng không biết đến bao giờ có chỗ dựa, thì cho nên là cô quyết định là cô cứ mạnh dạn cô lên thôi. Đúng rồi, quan trọng là ở cái tuổi xế chiều có một cái người bạn kề cạnh sớm hôm có đau yếu gì đó thì trăm qua trăm Đó, lợi rồi đúng đó. không cô? Đó, chúng định chính vì thế cho nên là cô mới phải lo từ quãng đường từ bây giờ trở đi là cô lo, chứ còn từ trước đến giờ lại cô lại không lo mấy. Bởi cái thứ nhất là có sức khỏe, cái thứ hai là còn lo công lo việc, lo sự sống của mình, rồi lo làm ăn để lấy cái vốn đẻ ra để lo cái tương lai về về sau, cho nên là cô không nghĩ gì gì đến đấy cả. Cô xem nhiều chương trình người ta còn éo le đến đâu mà người ta còn khó khăn đến thế nào người ta cũng dám lên, thì cho nên chính vì thế cho nên cô mới quyết định là cô lên thôi, chứ mà ở miền Bắc như thế này người ta ấy lắm đấy, người ta định vẫn có phong kiến lắm cháu. Rồi bây giờ là cô Thoa cô muốn cái chú đó đó
là cái mẫu người như thế nào mới hợp với cô Thoa? À, cô á thì cô đơn giản thôi, cô thì muốn kiếm một ông nào miễn là lương của người ta đủ sống của người ta, tại vì cô cũng có lương rồi mà, thế còn nhà của cô cũng có sẵn rồi, mà nếu mà ông nào mà người ta có điều kiện, người ta cứ người ta bảo là phải về nhà cạnh người ta thì cô cũng vui vẻ, cô cũng dám về, bởi vì cô không mắc bờ gì, con cô không mắc bờ, cháu không, con không, cháu không, nhà cửa đất cát cũng không mắc bờ ai cả. Cô thích đi thì đi, cô thích cả cả ông nào về thì cô cũng cũng vô tư, nên tại vì con nhà cô nó không chung đụng gì, một đứa ở tận Bắc Ninh, đứa Bắc Giang, còn cô thì ở Bắc Ninh với Hà Nội, nên cô mỗi mình cô ở Bắc Giang ấy, thế cho nên là cô chẳng nói cái gì cả. Thế ông nào mà cô chỉ cần ông nào mà chỉ cần đủ mức lương đủ sống thôi cũng được, mà về được với cô thì là nhất, tại vì cô ở đây cô độc lập tự do thì không gì bằng. Thế còn về nhà người ta mà cũng phải là người ta cũng phải kinh tế cũng phải độc lập, nhà cũng phải độc lập, không vướng con, không vướng cháu, không không vướng cái gì thì cô mới làm bạn, chứ còn vướng con hay vướng cháu hay là con Vinh kể hại, còn phải ở chung với các con các cháu, còn là cái điều kiện là cô không muốn. Vâng. Rồi cái đó là về cái vấn đề cái cuộc sống và nhà cửa. Rồi bây giờ độ tuổi là tầm khoảng bao nhiêu cô Thoa? Bây giờ cô thì cũng có tuổi rồi, cũng muốn có người bầu bạn, cô chỉ cần tuổi từ 65 đến 75 thế là được cháu. 65 tới 75, 75 có cao dữ lắm không cô Thoa? Rồi bây giờ nói chung là cô cũng chỉ cái tuổi của cô mấy lại cái tuổi 65 70 thì nói chung chỉ dựa lưng nhau để vào mà sống thôi, chứ còn để mà hưởng thụ thôi, tại vì đời sống không biết thế nào, cả cả bây giờ mức lương người ta đủ sống của người ta rồi, cô cũng đủ sống của người ta rồi, cần gì phải lấy sức lao động của mình để mà mang ra để mà sống nữa, cho nên là cô chọn như thế đi. Rồi, từ 65 tới 75. Rồi, cô muốn chú đó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Cô đơn giản, bây giờ tuổi bây giờ cô còn còn làm gì có cơ hội đâu mà chọn Rồi. thì Rồi, tóm lại là tùy duyên đi đúng rồi ạ. ha. Tóm lại là tùy duyên, dạ. Yeah. Cô Thoa thích cái chú đó là người vùng miền nào? Sao nè? À, cô nói thật mà bây giờ cô có một mình thôi, cô ở một mình nó lâu lắm lắm rồi, mà cô nghĩ là cuộc sống nếu cứ như thế này mãi thì nó vô ích lắm, khi đi thì mở cửa để đi, còn khi về thì lại mở cửa để về, thế chứ cũng chẳng có ai mà mong, cũng chẳng có ai mà nhớ, về sớm cũng không ai biết, về muộn cũng không ai biết, thì cô bây giờ không cứ gì vùng cái biển nào, miễn là ông nào mà thương yêu cô, mà gia đình người ta thực tế chấp nhận cô là một thành viên của một gia đình là cô ok rồi, không cần. Rồi. Rồi, có nghĩa là với cái tiêu chí của cô Thoa đưa ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Miễn sao cái chú đó có cái lương, có cái đồng lương để tự lo cho bản thân của mình là được cô Thoa Đúng rồi, ha. cô thì có lương của cô, người ta có lương của người ta, nói chung là góp gạo thủ cơm chung thôi, không ai gánh nặng cho ai, kể cả Rồi. lên cái tuổi của già của cô nữa, có mệnh hệ thế nào thì cô đã có cái suất của cô rồi, yên tâm về cái việc đấy, cô không cái người đấy không lo gánh nặng cho cô Có chỉ nghĩa lo là người là cái chú ta. đó về Bắc Giang ở với cô thì càng tốt đúng không? Đúng rồi. Rồi
Chương trình ghi nhận sự trải lòng nãy giờ của cô Tho, cũng chân thành cảm ơn cô Tho đã dành thời gian quý báu để cô cháu mình có cuộc trò chuyện ngày hôm nay ha. Cũng không quên chúc cho cô Tho sớm ngày tìm được một nửa còn lại để cùng chung với lại cô Tho bước đi hết cái tuổi còn lại cô Tho. Cháu ơi, tại vì cô mạnh dạn là hôm vừa rồi cô xem thấy ông cái ông bộ đội là cựu chiến binh, ông mới có tuổi như thế rồi, 72 tuổi rồi, thế sao sao ông ấy vẫn còn có nghĩ đến cái đoạn ông ấy lấy vợ để đi theo cái cô gọi là cô, không phải là đi theo mà có nghĩa là cô ông ấy cũng muốn tên là cô Mần, không biết gì, ở mãi tận trong miền Nam, thì sao cô sao ông ấy nghĩ thế nào mà ông đi xa như thế, nhỡ khi ốm đau rồi thì bệnh tật bệnh họa gì thì con cái đi chơi thế nào được mấy ông ấy, mà ông ấy thì về thế nào mới được mấy con cái, thì cô thấy cái ông đấy thì cô cũng thế, là chính vì thế cho nên là cô cũng đang 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 nghĩ cho ông đấy, bởi vì cái lúc mà cô cũng hãy còn có đương sức ý, thì cô cũng đang có ý định là cô vào cái trại thương binh để cô vào cô làm việc từ thiện để cô giúp giúp cái trại thương binh những người hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà vì hoàn cảnh của cô nó kẹt quá, không kinh tế, mà không làm kinh tế thì không có ngày nay, cho nên là cô không không có điều kiện để cô đi. Thì cô thấy hôm qua mấy ngày nay cô xem thấy có cái ông cựu chiến binh ông và tận trong năm ông ghép 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 lối đến mảnh mảnh ghép yêu thương, thì cứ mạnh dạn cô lên thôi. Thế còn còn tùy duyên, nếu như cháu gặp ai mà cái hoàn cảnh như cô, mà cái ý định của cô là như thế, cháu ghép được thì cô cảm ơn cháu nhiều. Rồi, bây giờ cô chào quý vị khán giả để cô cháu mình kết thúc video cô Thoa ha. Tôi chào tất cả các bạn khán giả xa gần ở kênh Huy Hoàng nha. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, chào cô Thoa.